Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa kiến nghị lên Chính phủ và Bộ Công an đưa trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân vào diện bảo vệ an ninh đặc biệt. Truyền thông trong nước loan tin vừa nêu vào ngày 29 tháng 6, dẫn lời của Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát điện 3, ông Lê Văn Danh, cho biết trong một cuộc họp diễn ra vào chiều ngày 28 tháng 6 tại trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân để bàn thảo về công tác bảo vệ môi trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận ông Nguyễn Ngọc Hai phát biểu tại buổi họp rằng, ông đồng ý với ý kiến đưa trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân vào diện bảo vệ an ninh đặc biệt. Tuy nhiên, không có lý do cụ thể nào được đưa ra về đề nghị phải bảo vệ an ninh đặc biệt đối với điện Vĩnh Tân. Trung tâm điện lực Vĩnh Tân đặt tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, do Trung Quốc đầu tư 95% vốn, gồm có 4 nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá với tổng công suất thiết kế lên tới 5.600 MW. Kể từ khi vận hành vào tháng 9 năm 2014 tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cho đến nay, dân chúng địa phương than phiền phải sống trong hoàn cảnh bị đảo lộn do môi trường biển, môi trường đất và không khí bị ô nhiễm. Bức xúc ngày càng gia tăng của người dân đã dẫn đến xảy ra cuộc biểu tình bạo động hồi năm 2015 của hàng ngàn người dân xã Vĩnh Tân phản đối ô nhiễm không khí do xỉ than của nhà máy gây ra. Tại cuộc họp vào chiều ngày 28 tháng 6 giữa chính quyền tỉnh Bình Thuận và các đơn vị chủ thầu của Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết người dân tụ tập trước cổng nhà máy nhiệt điện để phản đối vì hàng loạt cá nuôi lồng bè bị chết trong tháng 6. Tuy nhiên, Công an đã kịp thời ngăn chặn. Tiếp tục chương trình thưa quý vị, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân mới đây đề xuất nhấn chìm 1 triệu mét khối bùn xuống biển. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân được phản ánh gây ra tác hại đến môi trường sống của người dân Bình Thuận trong những năm qua, và được xem như là một trong những nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự bất nhẫn của người dân đối với chính quyền địa phương. Dân chúng Bình Thuận đón nhận thông tin về dự án nhấn chìm bùn mới ra sao? Hòa Ái ghi nhận trong phần sau. Những ngày đầu tháng 6 vừa qua, dư luận đặc biệt chú ý đến thông tin về nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 đề xuất nhấn chìm 1 triệu mét khối bùn xuống biển với diện tích 300 hectare gần khu bảo tồn biển Hòn Cao. Vào ngày 8 tháng 6, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn gửi văn bản phản đối đến Bộ Tài nguyên Môi trường liên quan dự án nhấn chìm 1 triệu mét khối bùn của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho báo giới quốc nội biết, bộ này không đồng tình vì lo ngại dự án có thể gây ra tác động xấu đến môi trường và hệ sinh thái biển, do vị trí nhận chìm bùn quá gần với khu bảo tồn biển Hòn Cao. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nhấn mạnh chỉ có ý kiến mà thôi, còn phương án nhấn chìm chất thải của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 phải trình với Bộ Tài nguyên Môi trường. Trước đó hồi hạ tuần tháng 4, Bộ Tài nguyên Môi trường gửi công văn đến Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và Ban Quản lý Khu Bảo tồn Hòn Cao đề nghị cho ý kiến về vị trí nhận chìm bùn của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3. Đài Á Châu Tự Do ghi nhận, dư luận thắc mắc vì sao dự án nhấn chìm 1 triệu mét khối bùn của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đã phải dừng lại trong năm 2017 khi gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của giới khoa học gia, mà các bộ, ngành lại tiếp tục xem xét cho phép những dự án tương tự như thế. Hơn thế nữa, với lập luận của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thì câu hỏi của dư luận liệu rằng Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ chấp thuận cho dự án nhấn chìm 1 triệu mét khối bùn của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 được tiến hành trong nay mai hay không? Chúng tôi nêu vấn đề với tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Khải và được nghe nhận xét của ông. Thực ra thế này này, trước khi cho vào nhà máy vận hành, thì đầu tiên phải biết là nhà máy nó làm cái gì, nó sản xuất ra cái gì, và cái rác thải của nó là cái gì? Rác thải đó là khí hay là nước hay là vật chất, và xử lý cái rác thải như thế nào? Cái điều Việt Nam nó có cần được. Anh xây nhà đây thì có ảnh hưởng gì không? Anh có chặn nguồn nước không? Anh có chặn gió không? Anh có chặn nắng không? Có đủ cung cấp nước cho anh không? Có đủ để nước thải cho anh không? Có đủ điện cho anh không? Có đủ đường giao thông để đi không? Xây một cái nhà cao đã thế rồi, đưa cả một cái khu công nghiệp nó phải khác đi. Cho nên cái mà người ta nói đấy, tức là vô luật. Thích thì cho, hay không thích thì thôi. Tóm lại, cái Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 3, hay như Vĩnh Tân 15, nếu là chính quyền độc quyền thì nó thích làm gì đó làm.
Vào khi nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đề xuất nhấn chìm 1 triệu mét khối bùn xuống biển Bình Thuận, tiến sĩ Nguyễn Tác An, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Biển Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, lên tiếng với AFA rằng giới khoa học lo ngại về mặt sinh học khi thải ra 1 triệu mét khối chất nạo vét sẽ làm đục cả khu vực biển chỗ đó và ánh sáng không xuống được, khiến cho quá trình quang hợp không thực hiện được, làm mất chuỗi thức ăn. Tiến sĩ Nguyễn Tác An nói thêm, việc nhấn chìm này sẽ làm xáo trộn tầng đáy và ảnh hưởng đến sinh vật đáy. Giáo sư Lê Huy Bá, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh việc đổ bùn như thế còn hủy hoại các rặng san hô ở khu bảo tồn biển Hòn Câu. Trong khi những ai quan tâm đến các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân ở Bình Thuận bày tỏ qua mạng xã hội và những trang fanpage của nhiều báo mạng online trong nước về nỗi lo ngại dự án nhấn chìm hàng triệu mét khối bùn xuống biển sẽ gây thêm hậu quả về tác hại môi trường sống của người dân địa phương, thì nhiều người dân tại Bình Thuận chia sẻ với AFA về đời sống mà họ gọi là chết mòn vì bị đảo lộn do môi trường biển, môi trường đất và không khí bị ô nhiễm. Dân chúng ở Bình Thuận chủ yếu sống bằng nghề biển, tuy nhiên các ngư dân cho biết nguồn hải sản ở vùng biển địa phương ngày càng cạn kiệt từ sau khi nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đi vào hoạt động. Đói luôn, đi xuống dưới đảo Quý Hoài Phan Thiết có vua bánh được. Chạy bình thường ra đây thì chạy có 1 tiếng đến 2 tiếng thôi, còn mình chạy xuống dưới đảo thì nó tới 12 tiếng, phải tốn dầu hết cả trăm mấy lít. Không chỉ đời sống của ngư dân bị ảnh hưởng, mà những người làm nghề nuôi trồng thủy sản cũng gặp không ít khó khăn do tôm, cá, nuôi lồng bè bị chết nhiều. Mới đây nhất vào ngày 25 tháng 6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cho biết xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt tại khu vực nuôi cá lồng bè gần nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. Nhiều nông dân ở Bình Thuận cũng cho biết cây trồng bị rụng lá chết rụi vì nguồn nước tưới tiêu xuất phát từ nước dùng để tưới ở bãi xỉ, ngấm xuống lòng đất và chảy ra khu vực phía ngoài. Bên cạnh đó, người dân địa phương còn bị ô nhiễm không khí bởi xỉ than của nhà máy nhiệt điện. Cuộc sống của dân chúng ở Bình Thuận bị bủa vây đến mức đã nổ ra một cuộc biểu tình bạo động phản đối nhà máy nhiệt điện hồi năm 2015. Trung tâm điện lực Vĩnh Tân do Trung Quốc đầu tư 95%, gồm có 4 nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá, với tổng công suất thiết kế lên đến 5.600 MW và bắt đầu vận hành vào tháng 9 năm 2014 tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Nhiều chuyên gia khoa học tại Việt Nam cảnh báo khói bụi và xỉ than từ các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân sẽ gây tác hại lâu dài đến môi trường. Trả lời câu hỏi của AFA xoay quanh đề xuất nhấn chìm bùn của các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, một số người dân Bình Thuận khẳng định rằng, hễ còn thấy ống khói của các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân sừng sững nhả khói hàng ngày, thì bất cứ việc gì liên quan đến các nhà máy này cũng là nỗi ám ảnh hải hùng đối với họ. Có những người dân còn nói rằng mong muốn cuộc sống được an cư lạc nghiệp bị triệt tiêu kể từ khi nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân hoạt động. Và ước ao duy nhất của họ trong lúc này là được các cấp chính quyền lắng nghe nguyện vọng, họ không phải sống trong tình cảnh chết mòn, trong đói nghèo và tuyệt vọng.
Hai nguyên nhân chính dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người và của trong trận mưa lũ ở miền núi phía Bắc vừa qua được các chuyên gia đánh giá là vì rừng đầu nguồn bị phá và thủy điện xả lũ với vận tốc lớn. Trận mưa lũ và sạt lở đất xảy ra chỉ trong 2 ngày, nhưng khiến 23 người chết và 10 người mất tích, tính đến sáng ngày 28 tháng 6. Ngoài ra, thiệt hại về tài sản lên đến gần 459 tỷ đồng. Giáo sư Phạm Ngọc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho rằng, nguyên nhân sâu xa dẫn đến đợt lũ này là do rừng bị phá nghiêm trọng. Tôi cho là nguyên nhân sâu xa của nó, tức là vấn đề là không bảo vệ được cái rừng nó tốt, rừng nó nguyên sinh, rừng nó nhiều tầng lớp, nó giữ nước ở trên đỉnh cao và trên các khu rừng vùng cao đấy thì nó đỡ cái sói lở mà đất đang sợ đã bị sụt lún vân vân, cho nên là cái nguyên nhân sâu xa của nó thì cũng không phải là một lúc một chiều có thể giải quyết được, đang coi như là gọi là nâng tỷ lệ trở nên rừng mới, rừng một rừng mới trồng với cái rừng mà gọi là hàng thiên nhiên rồi thì làm sao bằng nhau được. Nhiều cánh rừng phòng hộ đầu nguồn ở miền núi phía Bắc đang bị tàn phá dữ dội. Đây không chỉ là rừng nguyên sinh, rừng đặc dụng, mà rừng phòng hộ đầu nguồn có chức năng bảo vệ nguồn nước, đất, chống xói mòn cũng bị tàn phá tan hoang để lấy gỗ và khai thác khoáng sản. Năm 2015, chỉ tính riêng tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, gần 2.000 vụ phá rừng bị phát hiện, diện tích rừng bị mất lên đến hàng ngàn hecta. Vài năm trở lại đây, các địa phương khu vực Tây Bắc đã trồng rừng bổ sung, thay thế. Tuy nhiên, việc trồng rừng được nói là diễn ra ì ạch, quá thấp so với kế hoạch đề ra. Trong một hội nghị về phòng chống thiên tai do Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc chủ trì vào hồi cuối tháng 3 vừa qua, cơ quan chức năng cho biết trong gần 20 năm qua, các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra trên 300 trận lũ quét, sạt lở đất với quy mô ngày càng lớn. Năm ngoái, lũ quét và sạt lở đất đã làm cho 71 người chết và mất tích, hơn 4.000 ngôi nhà bị sập. Và cho đến hiện nay, vẫn còn hơn 13.000 hộ dân đang sinh sống tại những nơi không đủ an toàn, có thể bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Giáo sư Phạm Ngọc Đăng cho rằng, để giảm bớt hậu quả thiên tai ở vùng núi phía Bắc, thì trước hết phải khắc phục những yếu tố nhân tai do con người gây ra. Di dân khỏi những nơi có khả năng xảy ra trận lũ ống lũ quét, cái đó là chủ trương nhà nước mình đã làm nhiều và cũng trên vì thế mà nó đỡ giảm được nỗi nguy hiểm nữa. Cái thứ hai tức là đẩy mạnh cái việc mà phục hồi rừng, trồng rừng, giữ rừng cho tốt. Hai cái biện pháp đó là biện pháp quan trọng nhất. Còn nó đã xảy ra một dòng lũ rồi mà thì không ai chống đỡ nổi. Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai ông Trần Quang Hoài cũng thừa nhận một trong những nguyên nhân chính gây ra lũ quét sạt lở là do phá rừng. Ông Trần Quang Hoài còn nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục trả giá vì nhiều rừng và đồi núi đã bị cạo trọc. Nguyên nhân chính thứ hai gây ra trận lụt lịch sử vừa qua được các chuyên gia nhận định là do thủy điện xả lũ. Do lượng nước mưa lớn nên các hồ chứa thủy điện như Lai Châu, Sơn La, Bản Chát và Tuyên Quang đều phải đồng loạt xả lũ để tránh vỡ đập. Công suất xả lũ luôn ở mức cao nhất cho phép. Thậm chí các hồ thủy điện phía thượng nguồn, các con sông đồng loạt xả lũ với lưu lượng từ 1.200 mét khối trên một giây cho đến 1.300 mét khối trên một giây, tức là cao hơn nhiều so với mức cho phép. Do đó, mực nước trên sông Lô tại thành phố Hà Giang lên nhanh, gây tình trạng ngập lụt. Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật của câu lạc bộ Rừng Gọi, nhà hoạt động môi trường được biết đến với chiến dịch bảo vệ Cát Tiên, khu dự trữ sinh quyển thế giới ở tỉnh Đồng Nai, trước sự đe dọa của hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A, nói rằng việc xả lũ thủy điện đã góp phần gây ra trận lũ lịch sử này. Thủy điện người ta sợ bị vỡ đập á, là rất là nhiều thủy điện người ta đồng loạt người ta xả lũ á chị. Nếu mà ở cái mức độ mà cao nhất á, thì cao nhất ở nhà nước mình cho phép 8.000 mét khối trên một giây, nhưng mà có thể là nó xả nhiều hơn nữa, bởi vì nếu không này bị vỡ đập á chị. Tình trạng thủy điện xả lũ khiến người dân không kịp trở tay thường xuyên xảy ra trên khắp cả nước, gây ra những thiệt hại nặng nề về tính mạng và của cải của nhân dân. Trước đây, thủy điện Hố Hô ở Hà Tĩnh đã từng bất ngờ xả lũ với công suất gấp nhiều lần mức tối đa cho phép. Lượng nước xả ra trong một giờ lên đến 7,2 triệu khối nước, khiến hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm,
dân phải bỏ của chạy lấy người. Các đàn gia súc, gia cầm cũng bị cuốn trôi và hàng ngàn hecta hoa màu của dân chỉ còn là đất trơ trụi. 40 người dân đã thiệt mạng trong trận lũ này. Một người dân khu vực hay xảy ra thủy điện xả lũ nói với Đài Á Châu Tự Do. Bởi vì thủy điện của mình quá nhiều, chứ còn nếu mà nước bình thường thì nó không thể nổi. Nó không có chuyện xả lũ, còn cái hồ mưa, cái dồn mưa mà xem xả lũ đó thì nó bị thôi chứ. Nhưng mà thôi, cái này cũng là cái chuyện mình muốn cho lợi, thủy lợi thì mình đây là mình nói khách quan. Cho lợi thì mình phải làm thủy điện, mà hồi đó đâu có nghĩ thủy điện nó như vậy. Có cái mấy chục cái luôn mà lại làm ra mà khi xả rồi xả hết trơn, hồ nào cũng phải xả để an toàn. Thì nó bị chứ làm sao khỏi được, không thể tính được. Vấn đề quan trọng là hồi đó nghiên cứu cái kế hoạch lúc đầu á, nó không được làm cái thủy điện nhiều quá thì đâu bị. Theo nguyên tắc quốc tế là đền bù, nhưng mà trong nước mình làm gì có chuyện đó, thậm chí cháy chơ mà bỏ mạng đó chứ còn có chuyện tài sản hôm đó mà người kìa. Thì nguyên tắc quốc tế là phải đền bù chứ, mà Việt Nam mình làm gì có cái đó. Việt Nam mình là mẹ ba nó đã lãnh đạo và độc quyền mà lên mà mình vô mình phản ứng lên chuyện đó là không được. Cái hồi đó gì cũng có cháy chiếc máy từ đầu hồi bây giờ. Dưới sự quan sát của một nhà hoạt động môi trường, thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật cho rằng sự điều hành của cơ quan chức năng còn yếu kém nên dẫn đến tình trạng thủy điện xả lũ bừa bãi. Nói tóm lại là và cái vị tổng tư lệnh của mình á, là nó chưa có. Cái thứ nhất, hai nữa là nếu có đi chăng nữa thì nó cũng là mang tính hình thức, nó không có đủ tâm để mà điều tiết cái việc này chị. Bởi vì vấn đề thủy điện nó liên quan tới rất là nhiều bộ ngành, chẳng hạn như là làm thủy điện ở vùng quốc gia Cát Tiên ấy là bây giờ đã dừng lại, thì nó liên quan tới 6 bộ ngành, là vai trò là phó thủ tướng hoặc là thủ tướng mà điều tiết. Nhưng mà thủ tướng của mình thì rất là nhiều công việc, mà trong khi là phó thủ tướng cũng vậy, cho nên là một cậu cần phải có một cái tổng tư lệnh mà nó điều phối được 6 hoặc là 7 bộ ngành liên quan tới này. Việt Nam mình chưa có, cho nên là mà ai làm rồi là cuối cùng rồi nó dân chết thì không ai chịu trách nhiệm. Rất nhiều tổ chức độc lập và người dân đã từng lên tiếng phản đối xây dựng thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam vì các hậu quả về nhân mạng và tài sản có thể gây ra. Tuy nhiên, đại diện Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đã gợi ý rằng nếu cho khai thác thêm từ 300 đến 400 dự án thủy điện nhỏ và vừa thì sẽ góp phần bổ sung nguồn điện thiếu hụt trong các năm tới cho đất nước. Số liệu năm 2012 cho biết, Việt Nam có khoảng 7.500 nhà máy thủy điện và đập chứa nước trên các con sông. Khoảng chục năm trở lại đây, Việt Nam tăng cường xây dựng nhà máy thủy điện vì cho rằng mang lại nhiều nguồn lợi về năng lượng. Nhưng lợi chưa nhìn thấy đâu, mà chỉ thấy hàng trăm người dân đã chết do thủy điện gây ra. Trong khi đó, phía nhà máy thủy điện nói rằng họ luôn xả lũ đúng quy trình.